ở trong manga, Beerus trong quá khứ đã cùng tham gia một trò chơi 50 cung bắt do chính Genosama tổ chức. Hà chơi như người ta thì không sao, đằng này thằng trẻ đang đi trốn thì lại chui về nhà ngủ suốt 50 năm trong suốt giải đấu. Thằng nhỏ Geno đang chơi vui vẻ lại tìm méo ra con mèo này trong suốt hàng chục năm, và trò chơi buộc phải hủy bỏ ngang xương. Nó cay lắm, có khi tính hủy diệt cả đa vũ trụ nên. Tuy nhiên các thần hủy diệt khác đã lên tay lẹ mắt và xoa dịu thằng này để nó khỏi làm cản. Sự tiêu cực này đã được lan truyền, kể từ đó Beerus bị các thần hủy diệt cực kỳ ghét bỏ.